Bài luyện tập 5. Nắm vững những tính chất và điều chế khí oxy, thành phần của không khí, định nghĩa và phân loại oxit, sự oxy hóa, phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy. 1 La Mã, kiến thức cần nhớ. 1. Khí oxy là một đơn chất phi kim có tính oxy hóa mạnh, rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất. 2. Oxy là chất khí cần cho sự hô hấp của người và động vật, dùng để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. 3. Nguyên liệu thường được dùng để điều chế khí oxy trong phòng thí nghiệm là các hợp chất giàu oxy và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao. 4. Sự tác dụng của oxy với các chất khác là sự oxy hóa. 5. Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxy. Oxit gồm hai loại chính, oxit acid và oxit base. 6. Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí. Thành phần theo thể tích của không khí là 78% khí nitơ, 21% khí oxy, 1% các khí khác gồm CO2, hơi nước, khí hiếm, vân vân. 7. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 8. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. 2 La Mã. Bài tập 1. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy trong oxy của các đơn chất carbon, phosphor, hydro, nhôm. Biết rằng sản phẩm là những hợp chất lần lượt có công thức hóa học như sau: CO2, P2O5, H2O, AN2O3. Hãy gọi tên các chất sản phẩm. 2. Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là gì? Tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy? 3. Các oxit sau đây thuộc loại oxit acid hay oxit base, vì sao? Na2O, MgO, CO2, Fe2O3, SO2, P2O5. Gọi tên các oxit đó. 4. Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng. Oxit là hợp chất của oxy với A. Một nguyên tố kim loại. B. Một nguyên tố phi kim khác. C. Các nguyên tố hóa học khác. D. Một nguyên tố hóa học khác. E. Các nguyên tố kim loại. 5. Điền chữ S vào ô trống đối với các câu phát biểu sai. A. Oxit được chia ra làm hai loại chính là oxit acid và oxit base. B. Tất cả các oxit đều là oxit acid. C. Tất cả các oxit đều là oxit base. D. Oxit acid thường là oxit của phi kim và tương ứng với một acid. E. Oxit acid đều là oxit của phi kim. G. Oxit base là oxit của kim loại và tương ứng với một base. 6. Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy, vì sao? A. 2KMNO4. Dưới tác dụng của nhiệt độ cho ra K2MNO4 cộng MNO2 cộng O2. B. CaO cộng CO2 cho ra CaCO3. C. 2HGO dưới tác dụng của nhiệt độ cho ra 2HG cộng O2. D. CuOH2 lần dưới tác dụng của nhiệt độ cho ra CuO cộng H2O. 7. Hãy chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxy hóa trong các phản ứng cho dưới đây. A. 2H2 cộng O2 dưới tác dụng của nhiệt độ cho ra 2H2O. B. 2Cu cộng O2 cho ra 2CuO. C. H2O cộng CaO cho ra CaOH2 lần. D. 3H2O cộng P2O5 cho ra 2H3PO4. 8. Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành của lớp, cần thu 20 lọ khí oxy, mỗi lọ có dung tích 100ml. A. Tính khối lượng kali permanganate phải dùng.
Giả sử khí oxy thu được ở điều kiện tiêu chuẩn và hao hụt 10%. B. Nếu dùng kali clorat có thêm một lượng nhỏ MnO2 thì lượng kali clorat cần dùng là bao nhiêu? Viết phương trình phản ứng và chỉ rõ điều kiện phản ứng.